Một lần nữa, xin mời quý vị hướng về sân khấu và dành một tràng pháo tay cho các mạnh thường quân, những người thầm lặng đóng góp vào thành công của các hoạt động của hội. Vâng, xin cảm ơn các anh các chị rất là nhiều, và tôi xin thay mặt hội kính chúc các anh các chị luôn dồi dào sức khỏe và phát triển trong công việc làm ăn, và dành thời gian tham gia các hoạt động của hội cũng giống như là hỗ trợ chúng tôi tiếp tục các hoạt động trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.